Konnichiwa, chào mừng các bạn đã đến với Matt TV. Ok, thì dạo này mình ở nhà nhiều quá mọi người, nên là để cho video clip channel của mình có nhiều chương trình hơn thì mình lấy hết mấy cái món mà mình đang xài với lại mới mua để ra review tiếp. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một sản phẩm mà mình nghĩ là từ giờ mình chưa review luôn, nhưng mà mình thấy là cái sản phẩm này nó cũng cần thiết. Nếu mà nhắc tới những cái vấn đề giống như là về phụ nữ đi, về con gái tụi mình đi, thì chúng ta sẽ thường hay quan tâm đến mấy cái skin care, tóc tai, rồi bảo vệ da nè. Mà skin care thì chúng ta có da mặt nè, da body. Và ngoài ra thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái sản phẩm gọi là skin care cho em ấy. Biết em ấy là ai không? Là em bé của tụi mình đó. Không phải là... Nói tới đây thì mấy bạn hiểu lầm quá. Là những cái món giống như thế này. Đây là cái món mình sẽ review. Đó chính là gel vệ sinh phụ nữ X2 Nano Nghệ. Nghe tới cái tên dung dịch vệ sinh phụ nữ thì chắc là nhiều bạn nghe sẽ cảm thấy hơi ngại ha. Nhưng mà không sao đâu. Tại vì đây là một trong những vũ khí bí mật của tụi gái chúng mình luôn á. Từ hôm mà mình dậy thì là mình đã bắt đầu xài dung dịch vệ sinh phụ nữ rồi. Mình cũng xài qua nhiều brand. Tuy nhiên thì cũng chưa có ưng ý lắm. Cho đến khi mà mình xài được cái em này, mấy tuần trước mình đã order nó trên Tiki. Bởi vì mình thấy là sản phẩm nằm trên top 1 của Tiki dung dịch vệ sinh thì mình có tìm hiểu kỹ thì mới biết được là đây là sản phẩm đến từ một brand của Việt Nam, có tên là Cỏ Cây Hoa Lá. Đây này. Thì thương hiệu này là một thương hiệu startup của Việt Nam. Các sản phẩm của brand này thì đều được làm từ thiên nhiên, và đây là best seller của Cỏ Cây Hoa Lá luôn đó mọi người. Còn nữa là nó còn là một sản phẩm mà nằm trong top 10 cái sản phẩm mà các bác sĩ phụ khoa khuyên dùng nữa. Nghe là thấy tin tưởng rồi đúng không? Là mình xài nó cũng bữa giờ rồi và thấy nó rất là ok. Đặc biệt á, là sản phẩm này là sản phẩm tiên phong và cũng là sản phẩm duy nhất hiện tại luôn trong thị trường sử dụng thành phần là nano nghệ và berberin. Thì có mấy cái á, nó còn khoa học hơn nữa kìa. Khi mà tôi tìm hiểu á, là cái hạt nano á, nó có kích thước siêu nhỏ, nó sẽ giúp cho cái dung dịch này nó thẩm thấu nhanh hơn bình thường. Tinh chất nghệ thì nó sẽ kháng khuẩn nè, rồi chống oxy hóa, rồi cân bằng độ pH, giúp cho cái vùng kính của chúng ta sẽ đẹp hơn, sạch hơn. Đấy, thì thành phần của nó đa số là từ thiên nhiên thôi. Tôi thì tôi rất thích những cái sản phẩm từ thiên nhiên nha. Thứ nhất là cái mùi của nó sẽ thiên về thiên nhiên, mà tôi thích mùi thiên nhiên hơn. Thứ hai là như nãy đã nói là nó rất an toàn. Cái cảm giác của mình sau khi xài cái này được vài tuần thì mình cảm thấy là nó khi mà xài mới xong luôn nha, là nó sẽ rất là mát. Mát lắm mọi người. Giống như là có bạc hà ở trỏng vậy á. Sau khi xài xong á là cực kỳ thấy khô thoáng luôn. Nó không có bị nồng mùi giống như là những cái sản phẩm mà tôi đã từng xài trước đây. Mấy cái sản phẩm tôi xài trước đây thường nó có cái mùi gì, nó giống như cái một kiểu mùi thuốc vậy, tôi không thích lắm. Nhưng mà tôi thích cái sản phẩm này bởi vì nó có cái mùi chanh rất là nhẹ, mùi chanh tây á, nhẹ nhẹ. Nghe là mùi thiên nhiên là tôi thích rồi. Xài trong ngày dâu với lại những cái ngày nắng nóng là cực kỳ thích hợp luôn. Mà hả, bật mí với mọi người nha, là tôi chỉ mới biết là xài được cái dung dịch vệ sinh phụ nữ là có thể xài được trong ngày dâu á. Là nên xài trong ngày dâu luôn, chứ không phải là có thể xài, nhưng mà hồi xưa tôi không biết. Tôi toàn né ngày dâu thôi, tôi không xài không mà. Lúc nào ngày dâu thì thường cái vùng kính của tụi mình nó sẽ hơi bị gọi là dễ bị nhiễm trùng và mất vệ sinh, nên là các bạn nên xài trong ngày dâu. Cái này là điểm lưu ý của mình. Thì sau khi mà tôi xài tôi thấy ok nên là tôi muốn mua thêm nữa để xài dài dài với lại đưa về cho chị với mẹ. Thì tôi được biết là có cái deal hot của cái sản phẩm này luôn, là nếu mà bạn mua 3 cái chai này thì sẽ được tặng một cái cốc nguyệt sang được sản xuất từ Anh. Nhưng mà quan trọng là tôi chưa có mất tinh nên là tôi chưa xài được cốc nguyệt sang. Nên là cốc nguyệt sang đó đối với tôi thì sau này chắc tôi cần chứ giờ chưa cần. Nhưng mà cái quan trọng là tôi thấy mua ba được tặng đồ thì tôi càng thấy thích. Nếu mà bạn nào có nhu cầu xài cốc nguyệt sang thì các bạn cũng có thể lên để mua thử cái này về xài. Vì cái món này là tôi thấy các bạn khuyến khích luôn nha, các bạn nên thử sử dụng để trải nghiệm đi, vì đã lắm mọi người. Sau khi rửa xong nó đã, nó phê lắm kìa. Ngoài ra thì mình sẽ review luôn cái em này. Em này thì mình mới mua thôi, nhưng mà mới xài được, mới thử được có một lần à. Đem review luôn em này thì cùng với thương hiệu Cỏ Cây Hoa Lá của cái gel vệ sinh phụ nữ này luôn. Sau khi mà mình xài cái gel dung dịch phụ nữ vệ sinh phụ nữ này á, mình thấy ok quá trời luôn. Thế thì mình đi lên mình xem các sản phẩm của Cỏ Cây Hoa Lá có cái gì để mua không. Thì thường á, những lúc mà như vậy mình sẽ lựa chọn kem chống nắng là những món mà mình sẽ thử tiếp theo, xài tiếp theo thử á. Ngay ở trên cái vỏ của sản phẩm thì chúng ta cũng có thể thấy là cái kem chống nắng này có độ chống nắng là 50 SPF PA+. Về cái em này á, thì mình thấy nó nhỏ nhỏ gọn gọn như thế này nè, đúng là dễ thương đúng không mọi người, mà kiểu có thể mang đi du lịch được luôn. Cái em kem chống nắng này á, thì mình gọi nó là kem bơ nghệ. Tại sao mình lại gọi nó là kem bơ nghệ? Bởi vì ngoài cái việc mà chống nắng ra thì nó còn có thành phần là chủ yếu là
bơ này, rau má này, nghệ. Các bạn nghe tên ba cái thành phần này các bạn cũng thấy là toàn là những cái trái mà từ xưa ông bà ta hồi xưa là dùng để làm dịu da, rồi làm mờ vết thâm rồi các thứ ấy. Thì có ba cái thành phần đó nên là cái kem chống nắng này nó còn sẽ giúp chúng ta làm dịu da này, nuôi dưỡng phục hồi da rất là tốt. Một điểm cộng nữa là sản phẩm này nâng tông tự nhiên lắm và còn có khả năng kìm dầu đỉnh cao. Để mình xoa lên tay cho các bạn xem nè. Hôm qua mình mới mua về mình thử thì mình thấy cái độ nâng tông này tốt quá, hết hồn luôn á. Nó làm mình bất ngờ vì đây là sản phẩm Made in Việt Nam mà có thể tốt như vậy. Nè, nó trắng mà không hề giả trân luôn. Cái trắng của nó nhìn tự nhiên với mọi người mà nó mỏng mỏng nữa. Nhưng mà nó bật tông thật. Các bạn thấy là tay bên này với tay bên này cái nào nó khác nhau hoàn toàn phải không? Mà cái phần tay của mình là cái phần mà bị ăn nắng nhất trên người mình luôn, mà còn có thể làm cái da mình nó chuyển hóa lên như vậy nè. Mình thì mình thích cái mấy cái dạng mà kem không bết dính này lắm, bởi vì da của mình nó hơi bị dầu á. Mỗi lần mà đánh kem lên mà nó mà bết dính lại hồi nó chảy mặt ra nhìn thấy ghê lắm. Nên là cái chất kem này cũng là một trong những cái điểm mà mình thích của cái sản phẩm này luôn. Chính vì vậy thì đây là sản phẩm mà mình nghĩ là nó giúp cho cái bước trang điểm của chúng ta trở nên tối giản hết mức có thể luôn. Nó phù hợp với những người giống như mình này, không muốn bỏ ra quá nhiều thời gian để trang điểm, những người bận rộn á đó, những người thành đạt của mình. Chỉ cần một bước thoa kem này lên á thì các bạn sẽ thay được cho những bước như kem nền, kem lót, kem chống nắng, rất là tiện đúng không mọi người. Ngoài ra thì nó còn có dưỡng ẩm này, chống nắng, có phần ngăn ngừa lão hóa da đó nha. Mình nghĩ là cái kem này rất là phù hợp với tất cả độ tuổi của các bạn, dù lẫn các chị, các mẹ luôn. Thì với một sản phẩm có cái chữ Made in Việt Nam mà tốt đến cỡ này á thì mình nghĩ là mình sẽ cho 10 điểm. Nếu mà các bạn muốn trải nghiệm thì các bạn cũng có thể kéo xuống phần mô tả bên dưới, mình sẽ để link mình mua hai sản phẩm này bên dưới cho các bạn có thể mua về và thử, tự các bạn thử trải nghiệm luôn để coi mình có nói đúng hay không ha. Ngoài ra thì ở Cỏ Cây Hoa Lá còn rất là nhiều những sản phẩm dành cho tóc này, dành cho những cái bộ phận khác trên cơ thể chúng ta nữa, nên là các bạn cũng có thể tìm mua những cái sản phẩm khác. Như mình nè, thì sau khi mình xài hai sản phẩm này mình thấy ok như vậy thì mình chắc chắn sẽ mua thêm một số sản phẩm nữa của Cỏ Cây Hoa Lá để trải nghiệm. Còn các bạn thì sao, các bạn nghĩ như thế nào về các sản phẩm Made in Việt Nam hiện tại? Mình á thì mình thấy chúng ta nên ủng hộ và sử dụng nhiều những sản phẩm Made in Việt Nam mà có chất lượng tuyệt như thế này, như là Cỏ Cây Hoa Lá đấy. Mình xài là mình thấy ok lắm rồi. Rồi thì hôm nay mình chỉ có mua bao nhiêu đây của Cỏ Cây Hoa Lá để review cho các bạn thôi. Tuy nhiên thì cái chủ đề nhạy cảm của phụ nữ như thế này thì mình thấy cũng khá là thú vị, nên là nếu các bạn muốn thì có thể để lại comment đề nghị mình làm thêm một vài sản phẩm nữa. Tại vì mình cũng không có xài nhiều á nên là cũng chưa biết nhiều. Các bạn biết nhiều hơn thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới để cho mình biết và mình có thể review về nó ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video clip này. Like, share và subscribe MTV cũng như là nhấn cái chuông, cái nút đăng ký để nhận được mọi thông tin mỗi khi MTV ra clip mới. Bây giờ thì see you.